nhiều cử tri da màu quay lưng với bà Harris ủng hộ ông Trump. Bầu cử Mỹ, nhiều cú quay xe phút chót. Ông Musk hứa giúp Mỹ tiết kiệm 2.000 tỷ đô la Mỹ nếu ông Trump đắc cử. Nhiều cử tri da màu quay lưng với bà Harris ủng hộ ông Trump. Thưa quý vị và các bạn, Georgia là một trong những bang chiến trường mang tính quyết định cho bầu cử năm nay. Năm 2020, ông Joe Biden đã đánh bại ông Trump chỉ bằng 11.779 phiếu tại bang này, nơi gần 1/3 số cử tri là người da đen. Thế nhưng ở kỳ bầu cử năm nay, kết quả một số cuộc thăm dò ở Georgia đang gióng hồi chuông cảnh báo với chiến dịch của bà Harris. Khảo sát do báo Atlanta Journal-Constitution công bố hồi tuần này cho thấy, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ nhận được sự ủng hộ của 73,8% cử tri da đen tại Georgia, còn ông Trump là 7,6%. Nhưng con số bà Harris nhận được thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ 88% của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Kết quả thăm dò của New York Times và đài CNN tháng này cho thấy, so với ông Biden, nhóm mà bà Harris mất đi sự ủng hộ lớn nhất là nam giới da màu. Khảo sát cho thấy 70% đàn ông da đen ở Georgia sẽ bỏ phiếu cho bà Harris, còn phụ nữ là 83%. Sau khi kết quả thăm dò được công bố, bà Harris đã công bố chương trình hỗ trợ người da đen vay vốn khởi nghiệp và học nghề trong nỗ lực khôi phục niềm tin ở nhóm cử tri này. Chiến dịch của bà Harris cũng mời Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Clarkston gần Atlanta hôm 24 tháng 10. Trong lúc đó, Đảng Cộng Hòa đang nỗ lực tận dụng nỗi thất vọng của cử tri da đen với Đảng Dân Chủ để tăng cường lôi kéo họ. Rất nhiều cử tri da màu cho biết, việc ông Trump có kế hoạch không đánh thuế tiền bo, giảm thuế cho các công ty lớn, điều này có lợi cho những người đang muốn làm vào các tập đoàn. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ của ông Trump, thế giới không xảy ra bất kỳ cuộc xung đột mới nào ở nước ngoài, và họ nhấn mạnh họ không muốn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự kể cả bây giờ hay về sau. Về khía cạnh kinh tế, họ cũng tin nền kinh tế Mỹ tốt hơn dưới thời ông Trump. Nhưng điểm mấu chốt khiến một số người ủng hộ đó là đức tin Cơ Đốc giáo. Nhiều người bảo thủ theo đạo Cơ Đốc giáo da màu cảm ơn ông Trump vì đã bổ nhiệm 3 thẩm phán và tòa án tối cao, dẫn tới quyết định chấm dứt quyền phá thai trên toàn quốc vào năm 2022. Jarrod Grant, một giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Clark Atlanta, nhận xét người Mỹ da đen hiện nay không còn ủng hộ vô điều kiện một đảng phái chính trị nào nữa. Bầu cử Mỹ, nhiều cú quay xe vào phút chót. Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng đang ngày càng khó lường với nhiều cú quay xe bất ngờ vào phút chót. Cuộc đua ngày càng nóng lên với những động thái gần như chưa từng có từ các bên liên quan. Báo chí truyền thống quay lưng với bà Harris hay đảng viên Cộng Hòa liên tục chỉ trích ông Trump. Hôm 25 tháng 10, Washington Post lần đầu tiên sau 36 năm tuyên bố họ sẽ giữ trung lập và không ủng hộ ai, dù là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Theo hãng AFP, trong gần 4 thập niên qua, ban biên tập của Washington Post đã ủng hộ nhiều ứng cử viên Tổng thống Mỹ và tất cả đều thuộc Đảng Dân Chủ. Hầu hết các cuộc thăm dò cho thấy kết quả đang xích sao để xác định sớm một chiến thắng chắc chắn cho bất kỳ ứng cử viên nào. Do đó, động thái của Washington Post bị lên án gay gắt từ người đọc và cả các biên tập viên của chính tờ báo. Đến sáng 26 tháng 10, 17 cái bút bình luận của tờ Washington Post đã cùng ký vào một bài xã luận, kêu gọi quyết định này là một sai lầm khủng khiếp vào thời điểm khi một ứng viên đang ủng hộ các quan điểm đe dọa trực tiếp đến quyền tự do báo chí và các giá trị hiến pháp. Một số nguồn tin tiết lộ, ông chủ của tờ Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos, đã ra quyết định rằng tờ này sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin phản bác thông tin này. Trước Washington Post 2 ngày, tờ Los Angeles Times cũng đưa ra tuyên bố không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào. Và quyết định này được đưa ra theo chỉ thị trực tiếp từ chủ sở hữu tờ báo, đó là tỷ phú Patrick Soon-Shiong. New York Times đưa tin ông Soon-Shiong không đưa ra lời giải thích nội bộ hoặc công khai nào cho động thái trên và chỉ thông báo cho hội đồng biên tập rằng Los Angeles Times sẽ không đưa ra gợi ý nào trong cuộc đua tổng thống năm nay. Trong khi đó, quan điểm của hội đồng biên tập tờ báo cho rằng bà Harris, một người có gốc tại bang California và cũng là cư dân tại Los Angeles, là thành trì quan trọng trong việc bảo vệ các thể chế dân chủ cho ông Trump. Nhiều biên tập viên và nhân viên của Los Angeles Times cũng đã từ chức để phản ứng quyết định này. Trả lời trên đài Spectrum, ông Soon-Shiong khẳng định mình là một cử tri độc lập. Khi được hỏi về động cơ chính trị đằng sau quyết định của tờ Los Angeles Times không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào, tỷ phú này nói ông muốn tờ báo có thể thể hiện tất cả các tiếng nói. Đặt nghi vấn về động cơ của chủ sở hữu Los Angeles Times, một số biên tập viên cấp cao tại tờ báo gợi lên rằng ông Soon-Shiong
thường chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và từng khoe mình dùng bữa tối với ông Trump khi cựu Tổng thống đắc cử vào năm 2016. Những người này suy đoán tiến sĩ Sun Seong đang đặt cược vào nhiều vấn đề phụ thuộc vào kết quả bầu cử khi ông này có nhiều công việc đang chờ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt. Đối với trường hợp của Washington Post, nhiều nhà bình luận cho rằng tỷ phú Bezos muốn tránh đụng độ với ông Trump. Khi ông Trump ở Nhà Trắng, đã có nhiều căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và tỷ phú Bezos. Vào năm 2019, Amazon trong một vụ kiện tuyên bố rằng họ đã bị từ chối hợp đồng quốc phòng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vì áp lực leo thang và công khai từ Tổng thống. Bộ Quốc phòng sau đó đã trao hợp đồng này cho Microsoft. Trong khi đó, đối với ông Trump, nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa cũng quay xe ủng hộ bà Harris với các lý do là cựu Tổng thống gây chia rẽ hay hiến pháp cần được bảo vệ. Gần tới ngày bầu cử, trang Johnson Online ngày 25 tháng 10 đưa tin, trong một tuần qua, một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Wisconsin thông báo về kế hoạch sẽ bỏ phiếu cho bà Harris trở thành tân Tổng thống. Điều này đồng nghĩa họ quay lưng với ông Trump, dẫn lý do rằng cựu Tổng thống sẽ không bảo vệ hiến pháp. Hồi đầu tháng 10, cựu dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney cũng tham gia một buổi vận động tranh cử cùng với ứng viên Đảng Dân Chủ, đồng thời chỉ trích nặng nề ứng viên Tổng thống cùng đảng. Cựu dân biểu Mỹ Fred Upton, một đảng viên Cộng Hòa khác ở Tây Michigan, cũng ủng hộ bà Harris. Trả lời Detroit News, ông Upton lên án ứng cử viên Trump của đảng mình và gọi cựu Tổng thống là người gây chia rẽ và vô căn cứ, cũng như chỉ trích ông Trump không có gì thay đổi. Tranh thủ sự ủng hộ của nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa, chiến dịch của bà Harris triển khai chương trình Người Cộng Hòa ủng hộ Harris nhằm tăng cường tiếp cận với những cử tri Cộng Hòa phản đối ông Trump. Theo đài CBS News, một nhóm hơn 200 người từng làm việc cho các nhân vật cấp cao của Đảng Cộng Hòa như cựu Tổng thống George Bush, cũng như Thượng nghị sĩ Mitt Romney và cố Thượng nghị sĩ John McCain đã ký vào một lá thư ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Ông Trump bứt lên trong những ngày cuối. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên khó đoán trong khoảng 10 ngày cuối cùng trước khi bầu cử chính thức, đặc biệt là khả năng ông Trump có thể giành chiến thắng ở phiếu phổ thông. Theo kết quả từ các cuộc khảo sát toàn quốc công bố tuần này, cựu Tổng thống Donald Trump đã xóa bỏ khoảng cách xích sao với Phó Tổng thống Kamala Harris, khiến cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo tạp chí Newsweek, hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ủng hộ của cử tri Mỹ dành cho ông Trump ngày càng tăng, ngược lại với sự ủng hộ dành cho bà Harris có dấu hiệu đi xuống. Dù trước đây ứng cử viên Đảng Dân Chủ luôn dẫn đầu trong các cuộc khảo sát toàn quốc. Lần đầu tiên kể từ tháng 8, ông Trump đã vượt bà Harris trong 4 cuộc thăm dò lớn nhất gần đây. Cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất do Emerson College thực hiện dựa trên ý kiến của 1.000 cử tri từ ngày 23 tới 24 tháng 10 cho thấy ông Trump và bà Harris ngang bằng nhau ở mức 49%. Cuộc thăm dò đem lại tin vui cho chiến dịch tranh cử của ông Trump khi cách đây chưa đầy một tháng, bà Harris vẫn được 50% cử tri tham gia khảo sát ủng hộ. Nhỉnh hơn 2% so với tỷ lệ 48% của cựu Tổng thống 78 tuổi. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc khác công bố hôm 25 tháng 10 do Time và Siena thực hiện, ông Trump và bà Harris hòa nhau với tỷ lệ 48%. Trước đó, cuộc thăm dò đầu tháng 10 của The Time cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris còn 49%, còn ông Trump là 46%. Tạp chí The Time đánh giá kết quả trên không mấy khả quan cho bà Harris vì Đảng Dân Chủ đã giành lợi thế phiếu phổ thông trong các cuộc bầu cử gần đây, ngay cả khi họ không chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Trump và bà Harris cũng ngang nhau với tỷ lệ 47% trong cuộc thăm dò công bố hôm 25 tháng 10 của CNN và SSRS. Trước đó hồi tháng 9, cuộc khảo sát của nhóm này cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm với tỷ lệ 48%. Ngoài ra, cuộc khảo sát của CNBC công bố hôm 24 tháng 10 ghi nhận ông Trump dẫn trước 2 điểm phần trăm với tỷ lệ 48% so với 46% của bà Harris. Hai cuộc khảo sát công bố hôm 23 tháng 10 của Wall Street Journal, 47% và 45%, Harris x Forbes là 51% so với 49%, đều cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris 2 điểm phần trăm. Trong trường hợp ông Trump giành chiến thắng ở phiếu phổ thông, kết quả này không đơn thuần là một thành tựu mà còn đánh dấu sự kiện mang tính lịch sử với chính cựu Tổng thống 78 tuổi, vì ông đã thua ở phiếu phổ thông 2 lần vào năm 2016 và 2020. Trong cuộc đua Tổng thống năm 2016, ông Trump thua đối thủ khi đó là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khoảng 3 triệu phiếu phổ thông. Tuy nhiên, phiếu đại cử tri đã giúp ông đắc cử. Tại cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông Trump thua Tổng thống Joe Biden ở cả phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. Ông Biden hơn ông Trump tới 7 triệu phiếu phổ thông và 74 phiếu đại cử tri.
khi 30 chưa phải là Tết. Tuy lợi thế đang nghiêng về ông Trump, nhưng bà Harris vẫn dẫn trước ở một số khảo sát gần đây. Cuộc thăm dò từ ngày 17 tới 21 tháng 10 của Đại học Monmouth cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 51%, nhỉnh hơn 2 điểm phần trăm so với 49% của ông Trump. Cuộc khảo sát công bố hôm 23 tháng 10 của Economist YouGov tiếp tục là tin vui đối với Đảng Dân Chủ khi bà Harris dẫn trước 49%, trong khi ông Trump chỉ là 46%. Thậm chí ứng cử viên Đảng Dân Chủ dẫn trước đến 4 điểm phần trăm với tỷ lệ 50% so với 46% đối thủ ở Đảng Cộng Hòa. Nhà phân tích Harry Anton cũng mách nước con đường chiến thắng cho Đảng Dân Chủ thông qua việc giành được phiếu đại cử tri nhiều hơn. Theo ông, nếu phân tích sâu vào các cuộc thăm dò cấp tiểu bang, bạn có thể nhận thấy rằng ông Trump có thành tích đặc biệt tốt tại California, Florida, New York và Texas, thế nhưng không bang nào trong số đó có thể thay đổi kết quả bầu cử. Theo nhà phân tích Anton, sự ủng hộ mạnh mẽ tại các tiểu bang trên chỉ giúp ông Trump giành được lợi thế trong nhiều cuộc thăm dò. Tuy nhiên, nếu bà Harris chiếm ưu thế tại các bang chiến trường thuộc vùng ngũ đại hồ bao gồm Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, bà có thể giành chiến thắng ở phiếu đại cử tri. Ông Musk hứa giúp Mỹ tiết kiệm 2.000 tỷ đô la Mỹ nếu ông Trump đắc cử. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, ông Elon Musk đã xuất hiện tại một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Madison Square Garden ở New York. Tại đây, ông Musk hứa sẽ tiết kiệm 2.000 tỷ đô la Mỹ cho người nộp thuế Mỹ nếu ông Trump thắng cử vào ngày 5 tháng 11. Trước đó, ông Trump cam kết sẽ bổ nhiệm Musk làm bộ trưởng phụ trách việc cắt giảm ngân sách nếu trở thành Tổng thống Mỹ một lần nữa. Trong sự kiện vận động tranh cử ngày 27 tháng 10, ông Musk được hỏi: "Ông nghĩ chúng ta sẽ cắt giảm được khoảng bao nhiêu từ khoản ngân sách 6.500 tỷ đô la Mỹ lãng phí của chính quyền Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris?" Ông Musk trả lời: "Tôi nghĩ là ít nhất 2.000 tỷ. Cuối cùng, tất cả chi tiêu của chính phủ đều là thuế. Cho dù là thuế trực tiếp hay chi tiêu của chính phủ, nó đều dẫn đến lạm phát hoặc trở thành thuế trực tiếp. Tiền của các bạn đang bị lãng phí và bộ hiệu quả chính phủ sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng tôi sẽ giúp chính phủ không còn làm phiền và lấy tiền của bạn nữa." Khi ông Trump đề xuất thành lập bộ hiệu quả chính phủ, ông tuyên bố rằng đây sẽ là một lực lượng độc lập có nhiệm vụ tiến hành kiểm soát tài chính và hiệu suất toàn diện của bộ máy chính quyền liên bang, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho những cải cách mạnh mẽ mà nước Mỹ cần. Cả ông Trump và Musk đều chưa nêu cụ thể bộ hiệu quả chính phủ dự kiến sẽ hoạt động như thế nào hoặc sẽ cắt giảm khoản ngân sách nào. Trước đó, ông Musk từng cảnh báo về tình trạng nợ của Mỹ, cho rằng quốc gia này có nguy cơ bị phá sản nếu không kiềm chế việc chi tiêu. Trong những tháng gần đây, tỷ phú Musk đã làm mọi cách để ủng hộ ông Trump, bao gồm quyên góp hơn 100 triệu đô la Mỹ, xuất hiện tại các cuộc vận động tranh cử. Trong các mùa bầu cử trước, ông Musk thường bầu và quyên góp cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, nhưng năm nay, ông đã chọn chuyển sang Đảng Cộng Hòa.